sao trâu và 5 điều chưa chắc đã đúng đâu. Đầu tiên, câu hỏi nhanh dành cho mọi người nha. Theo mọi người thì lưỡi châu trâu có màu gì? Sẽ có nhiều bạn nghĩ là màu hồng hoặc là màu đen. Nhưng mà không nha, lưỡi của chúng chính xác là sẽ có màu tím hoặc là màu xanh đen á mọi người. Thứ hai, khi nuôi châu trâu, mình không biết là có phải mình đang nuôi chó không nữa. Vì tính cách châu trâu độc lập, tương đối bướng bỉnh và rất là ưa sạch sẽ, cho nên đôi khi mình cũng đang lầm tưởng là mình đang nuôi con mèo không á. Thứ ba, Shiba và Samoy, khi nó thả lỏng cơ mặt á, nhìn nó rất là dễ thương và có vẻ như tụi nó đang cười đúng không? Còn đây là châu trâu nhà mình khi thả lỏng cơ mặt đây nè. Nhắc lại một lần nữa là đang thả lỏng cơ mặt nha. Cái nét không có chút quạo quọ gì luôn. À mà nếu có quạo xíu á thì cũng do cơ địa thôi. Thứ tư, mấy lâu nay chúng ta đang bị đánh lừa bởi cái bức tượng sư tử ở trước cổng chùa. Theo người Trung Hoa, tượng sư tử xuất hiện trước cổng chùa thời Đường không phải ý tưởng từ các con sư tử.